Đến với kênh Mai Vàng Phú Nghị, hôm nay là mình ra cái vườn mai con của mình đó anh em. Cái vườn mai con của mình mới trồng cách đây khoảng được có 2 tháng đó anh em, nên nói chung là cây mới có 2 tháng thì rễ cũng là nó mới vừa bắt rễ hoàn thành, tại mình vụ rễ mình sửa đó, là tính ra là từ lúc mình mua về mình sửa rễ 1 lần lên chậu, và lên chậu rau đây là thứ hai. Nhưng á, mình tập trung là về sửa về đế thú đó anh em, sẽ có một số cây thú nơm và mình sẽ định hình cho tương lai về sau luôn á. Ví dụ như cây này, mình sẽ quay lại cây này nè anh em. Trước đây á, lúc mà mình trồng xuống á, mình chỉ lấy là một cọng rễ chính nè, là cọng rễ này là rễ chính nè anh em, và những cái cọng rễ phụ á, rễ phụ là những cọng bên đây nè, bên đây có biết là anh em thấy không, cái rễ bên đây đó. Tại trước đây mình chưa biết cái rễ này với rễ này rễ nào nó sẽ lớn nhanh hơn, nên mình sẽ chừa 2 rễ cho nằm hai bên, chắc chắn là mình sẽ lấy con thú đó. Anh em thấy chân không nè, trước đây đã lấy cái chân nè, đây một cái, đây một cái, à đây là trên đây 2 chân và dưới đây là cái đuôi đó. Dưới đây là cũng như là cái chân nằm xuống á, mình tạo ra quái thú chứ không phải là cái thú bình thường anh em. Nó còn ở đây nè, hiện tại là cái rễ này nè, dưới cái rễ này thì cái rễ này nó sẽ mình sẽ tiếp tục moi ra thêm, còn nó đã đẹp hơn hay xấu hơn. Nếu mà cái rễ này với rễ này đang so sánh là hai rễ này, nếu cái này mà rễ này mà nó xấu hơn cái này á thì mình cắt ngang đây, còn cái rễ này á mà xấu hơn cái này cắt ngang đây. Tại trước mắt mình thấy rễ này đẹp nè, đây là chân tay đầy đủ đó, và tiến hành là xử lý cho nó hoàn thiện luôn. Đây là chỉ cần mấy con thú con, nói chung là chơi thì tập trung về chơi cho cái thời gian nhanh nhất anh em, nên trước mắt anh em thấy không, làm cái gì nào đưa lên nè, cây thì tốt, những lá nâu mình đã bò lại hết rồi, mình đã cắt ngắn lại hết rồi, mình không có chừa nữa, nên nói chung là nó không có dài và đẹp được. Tại đế thường là mình sửa đế theo thân, đầu thân theo đế chứ chứ không có để sửa đế theo thân anh em. Cái thân thì trước mắt là mình đầu tiên là thường anh em có để mấy cái vườn mai của mình, mà mình đầu tiên làm sẽ tập trung về cái bộ đế trước, rồi xong á cái thân nằm dáng nào thì kệ cha nó, không quan tâm. Khi nào mà bộ đế nó hoàn thành xong á rồi tiếp tục mình mới tiến hành là sửa thân. Như ví dụ như cái đế mà nó nằm theo cái dáng này nè thì thú là một cốt trực này nọ thì mình cũng chưa có gì định tới nữa, nó mình có thể bẻ lắc, tại em chuẩn bị dây nhôm sẵn rồi đó. Trước mắt là đang coi so sánh về hai cái phần rễ này nè, mình có thể là tiếp tục là mình chơi theo con thú mà ở đây cho nó dẫn con rễ, như thú mà đều 24 giờ sau đó anh em, giờ sau nếu con thú này mà nó bự nó liền rễ lại á thì mình sẽ tiến hành là cho nó đều 24 cũng được, nhưng trước mắt là nhỏ đâu phải là thú. Còn cái này là bỏ nè, sáng thì mình có xịt sâu, trước mấy đợt trước thì mình xịt vô dẹp, nhưng hồi sáng thì mình đã tiến hành xịt khác vô dẹp nha anh em, tại nếu mà mình có một loại hoại thì nó dễ kháng thuốc nên tiến hành xịt khác. Mà sáng mình cũng quên quay nữa, nhưng mà thôi xịt thuốc anh em nào cũng, nói chung là anh em nào cũng biết hết. Này cái rễ này thì mình thấy là nó xấu hơn nè, xấu hơn cái bên đây, nó không lực bằng á, thì tiến hành cắt bỏ nha anh em. Trước mắt là cắt rồi bỏ cái bần này trước đây, cắt xong rồi phải nhổ bỏ luôn nha anh em, bỏ đi. Cái này thì trước mắt là chừa lại hai con rễ này đang trong thời gian dự tính, con này nè dự tính cho nó đều thôi, kéo qua cho nó đều, chứ trước mắt mình lấy cái dàn thú bên đây thôi. Thú bên đây thì nói chung là về cái này, cái rễ này bỏ luôn đi, rễ này là mấy cái hồi xưa nó chỉ là mấy cái rễ cám thôi chứ không phải là như thế này đâu, mà nó lớn nhanh, nó nhanh quá thì bỏ, không có cần thiết cái nó nữa. Tiếp theo mình cự ra mình coi coi còn rễ không, để cho nó hoàn thiện luôn anh em, thấy không? Sẽ tập trung vào cái chân, mấy cái chân của nó nè. Tại đây còn về sau nữa, trước mắt là như thế này là mình sửa cho định hình về này thôi, như thế này thôi. Còn tầm khoảng một năm nữa, không không tới năm đâu, tầm vài tháng nữa là mình bứng rồi, bứng là mình, thứ nhất là mình có thể là vô chậu nuôi lại, còn cái thứ hai đó mình sẽ xây cái chậu giả bên cái clip kế bên và đưa những cái này qua, tại hiện tại tập trung mình sửa về thú chứ không có sửa gì nữa nữa. Thú sau này thì nói chung là dễ bán hơn, nhiều người mua nhìn cũng thích hơn đó. Còn con rễ này nè,
nó đã đi bậy qua đây rồi. Ghẻ này trước đây là còn ghẻ lông thôi. Thì lúc mà tầm khoảng mấy tháng trước mình mới trồng á thì nó đâu được bự như thế này đâu, còn toàn là mấy cọng như ghế màng cái cám không mà, không có được cái ghế bự như này. Còn bây giờ thì nói chung là khi mình tức kích ghế nọ vô đó, cọng nào nó đi qua vòng vòng mấy bên đây nè, nó ăn cách chắc dinh dưỡng được á thì lớn nhanh. Còn cái cọng này thì nó mình nói trước là mình không có ủ, không hồi là lấy đất mình lắp lại luôn, không có ủ tới cắm vườn anh em. Dàn ghế này thì ghế màng ra nè anh em nè, rồi mấy này mình ghé làm cái gì ra ghế màng nè, kinh điển quá, ý dưới đất mà gì luôn đó. Chứ tứ năm rồi gãy chắc ngày mê. Hiện tại thì cử tứ từ lần trước tới cử tứ lần này tầm khoảng mười mấy ngày, gần 20 ngày luôn đó. Cái này thôi mình đắp nhẹ ở đây thôi nè, cái gãy này mình kéo nhẹ ở đây thôi, còn này thì cho nó lớn luôn. Thời gian sau á cái mình khi mình về đang sẽ kéo này qua đây luôn anh em. Thứ nhất á là sau này nó sẽ tạo được cái bộ đế nơm nó dài ra đây nè, nó nơm xuống như cái cây ở trong kia của mình có bộ đế nơm mà như thú quay đầu đó. Còn á, cái thứ hai á thì nó sẽ ra thú anh em, nên cái cây như thế này anh em mà tự nhiên cái ham chơi từ 5-6 cọng rễ á, nói chung là thua liền, chơi như cái, chắc chắn là như cây thú nơm ở trong chổng của mình rồi đó. Lấy hết cái dàn rễ này là như thú nơm luôn đó, tại á mình tập trung vào lớn ngoài đây á nên không cho cái lớn lần trước, nhưng rễ bự này nè bỏ lấy lại rễ nhỏ đừng có cho nó lắp mấy mép bên đây nữa, những cái cọng rễ này sẽ lớn đều nhau liền. Và con gà này mình xử lý hai con gà bự bên đây luôn. Trước mắt thì mình xử lý cái dạng bên đây trước đi. Nó đắt á, đáng lý nếu mình anh em đưa xe vừa vô là cái mạng ra rất là nhiều cái lông á. Theo một số anh em nói cái lông gì đó. Thì như lông non rồi đó. Cái này thì mình kêu bằng cái mạng cái cám. Nó trước mắt là sữa kéo qua đây nè. Thì hiện tại đây không? 1 2 3 4 5 6 7 8 à. Nếu mà con hồ ly mới có 8 đuôi à, chưa được con hồ ly 9 đuôi như cây trước của mình nha anh em. Sẽ tiến hành là kiếm thêm một con rể nữa, một hoặc một hai con rể nữa. Cây trước chín, cây này phải chín luôn đi cho được chẳng cặp. Nói chung là mấy cây nhỏ này nữa, khi mà anh em nuôi rể, anh em nuôi tập trung nuôi á, nó lớn cũng nhanh lắm, không có chậm đâu. Những cây mai bự của mình hiện tại nè, nó bo tàn hết luôn rồi. Cắt chuỗi tàn hết đây để tập trung cho cái dàn tàn tiếp theo cho đẹp á. Thấy rồi, còn không rễ nào sót lại trong đây không, đang mình tiến hành làm xử lý luôn, kéo nó ra luôn chứ xong đợt này là xong luôn đó. Đất này thì về cơ bản thì dễ nhủi lắm, nhiều anh em, nên nói chung là tơi xốp ghê lắm, độ tơi xốp cao này cộng này nè. Nói chung á thì khi mà anh em mà nếu mà anh em ủng cắm dừa lại á thì những con rễ này anh em mới banh ra, còn khi mà anh em không muốn cắm dừa á, anh em mà kéo nó lên á, đặt nó xuống á thì lại sống hơi thấp nha anh em. Tại ngày mai chưa chắc là ngày mai là mình sẽ tới kích rễ nữa. Ngày mai là mình sẽ tập trung cho miếng ớt của mình trước. Tại miếng ớt mình cũng nói chung ớt thì ăn nhanh hơn là mai này, nên tập trung về ớt. Ngoài thì lâu dài mà. Nó cái này thì mình sẽ tập trung như cái cây ở trong nhà, trong chậu nhà nha anh em, chứ không phải là tập trung theo kiểu con thú. Này là con thú nơm. Tại một thời gian nữa mình còn tiến hành vô chậu, khi mà cây mai mình thấy là đủ từ đẹp rồi lên chậu, xây cái chậu cho nó, rồi tới đó là mình mới cho nó phát triển hết cẩn thận cho nó, chứ hiện tại là không im đâu. Những con rễ như thế này nè, hiện tại đây nó lực nè, nên mình anh em mình sẽ tiến hành cho cái chỗ này nó thưa thôi, sau này cho nó lực cái chỗ này, tập trung cho chỗ này nó sẽ đu từ từ nó lực theo. Cọng rễ này đáng lý nãy đã bỏ rồi, nếu mà lấy cũng được mà bỏ cũng được anh em. Mình bỏ cọng rễ bự lấy lại những cọng rễ con nè, tại á nãy nó có một cọng à, thay vậy mình cắt như đây nè, tứ kích rễ vô nó ra rất là nhiều cọng lại, nó còn những cọng rễ này nè, sau này nó ra nè, khi mà anh em mà đủ cho nó đủ sức một cái là nó ra theo cái dàn này là nhiều lắm. À, rễ lông nè, đây mình dự định tăng ra nữa nè em, thấy hồi nãy mình tại do nguyên nhân là nằm dưới đất á, mình bư đất chứ không phải là tại nó, nhưng mình là người để tạo ra được bộ rễ như thế này thì mình cũng đâu có ngán tay đi tạo ra khác đâu. Còn về cái thân á, thú một cốt thì trong trong cây cây ở trong nhà thì có một, nó một cốt nó toàn thông mà. Cái cây này thì mình sẽ tiến hành là bẻ anh em,
trước mắt là vẽ cái thằng trước đi cho nó không có đi ngay theo cái dàn đế. Thứ nhất là có thể là lắc, và cái thứ hai là có thể là không, mình không chơi theo kiểu là xeo xô và chắn lọc đâu, bẻ lắc. Cái này nói chung là cái này qua dảo nè, dảo nuôi trên An Giang của bà chị á, nó mấy này tầm 10, không biết bảo tới hôm nay là mấy ngày đó. Mình không có xịt thuốc nữa, sáng mình xịt thì mình chú ý mình xịt cũng sơ sài 3-5 chậu ra rễ với thằng thuốc sâu nha nè, thuốc sâu cho con bịch, trong bịch máy mình xịt bịch cho bình gặt, cái bình gặt á. Đợt trước thì mình xịt bình máy, thấy bình máy hao thuốc quá, xịt hết năm mai này tới 4 bình, đợt này mình xịt lại còn có 2 bình à, tại mai không có lá mà xịt bình máy thì nó phí thuốc lắm. Thì luôn luôn là mình luôn luôn là quấn bằng băng keo nha anh em. Được đứng như thế này. Nói chung là vẽ này thì anh em nói chung là rất là dễ đó. Nên bẻ rất là dễ này. Chủ yếu mà tại cái dạng trước của mình á, trước đây thì mình chơi chật quá nhiều rồi, cây nào cũng chật chân. 100 cây thì mình chật hết 99 cây rồi. Bây giờ phải chơi cái kiểu khác chật nha anh em. Những công viên nhôm này thì nói chung là từ sửa từ những cái cây mai trước à, lấy lụm lại. Chứ không có mua dây nhôm mới nữa. Rồi lỡ hết con kia rồi. Lên không? Còn mặt cây mới này thì bị nó bị che cỏ lại nên không thấy nó đang đù lùi nha. Chạy tiếp tục quấn như này. Quấn được cái cọng dây vỏ sát vô thân cây nè. Nữa mình bẻ nó không có bị chốc da. Nói chung là mấy cây này á, khi mà mình đưa những cái bù rễ thú như thế này nè, rễ nó cũng nhiều quá, nói chung lớn nhanh lắm nha anh em. Thì cái cây này rễ thú á là do là mình sửa từ nhỏ. Từ nhỏ là có ý định cho nó ra thú nơm mà. Anh em thấy không? Nè thú nè, nè trước mắt là ra hình thú nè. Rồi thứ hai là nôm xuống, mình đặt cục đất mình trồng con thú chứ không phải mình trồng ngang anh em. Nó nôm xuống, nói chung là từ từ nó nôm xuống, không ra thú thì nó ra cũng ra đế nôm cũng đẹp à. Thú hay đế nôm nè, cái nào cũng đẹp nhé. Mà nó phải nhiều rễ. Đáng lý này là một này có một cọng rễ này nó bắn ra nè. Trước đây á, mấy này mình cắt bỏ hết, không có chừa cọng nào hết. Đó. Cái từ khi là mấy cọng rễ này cái mạng nó ra thôi. Nó ra trên chậu á, xong mình xuống đất cho mình đặt luôn. Nên nó lớn đâu có bằng cây cọng rễ này. Còn mấy cọng này thì nói chung là phân thuốc á, trồng xuống đất được rồi. Phân bên nào mà chúng nó nhiều quá thì nó ăn cọng nào cọng rễ nào á, mình chỉ cần nó ăn phân được tốt được cái cọng rễ đó lớn nhanh lắm, nhanh ép mình kia liền. Tại trong chậu mà thường là phân thuốc mình bón sẽ ít, không dám bón. Tại trong chậu cái mình còn đưa nó chuẩn bị đưa ra đất này nọ nè, không có dám đụng phân thuốc nha anh em. Nên cọng nào nó lớn được nó lớn cậy nó. Mình cũng có ý đồ là mình sửa theo kiểu này rồi. Mua mấy cục băng keo bự bự như này, xài nó sẽ rẻ. Thêm còn nhiều cây nữa. Nói chung thì cái dàn mai ở đây thì đa phần là mình sửa thú nè. Trước đây là mình cho nó nằm sấp không à, sao tự nhiên giờ nó bắt đầu dị kỷ không biết. Đại nào nó lớn lớn như kiểu này là mình vô dây mà chưa chân.
chưa gì trơn mà nó lớn, nó bật đầu vậy. Phải nó nằm á, cái dáng này mà nó nằm thú như thú này nè, nó nằm như cây trong kia, nó nằm hơi xếp mà xíu là dốc hạch cây trong kia luôn, là đúng cặp luôn đó. Cây này thì nuôi theo cây em kia thì nó nói chung là rất là nhanh, tại cây em kia trước đây bỏ rồi. Cây này ở trong kia, cây em kia hoành mười mấy, cây này hoành 23, thì theo mình nghĩ là tầm cây này hoành 20, cây kia hoành 30, theo vậy cũng được, cũng không có gì, cũng gắn gắn là một cặp để cái bên đối đế giống nhau rồi được rồi. Cây kia đưa lên lên hoành nhanh ghê thiệt, mới có để có 6 tháng đó. Bộ rễ mình gãi đập cái viên đó anh em, bộ rễ màng nó ra cái nói chung lớn nhanh, lớn thiệt. Cái màng nó ra đang hút chất dinh dưỡng, nó bắn lên trên nó ăn luôn mấy cái viên ở trên mà chưa kịp tan á, bắn lên luôn nó ăn luôn, nó bắn thẳng vô phân, tại hút cơ mà ăn còn nên cây này nó không có sợ. Trước mắt mình vẽ nè, vẽ sao cho nó lắc cái giống cái bên kia anh em nghe, tại vẽ từ từ thôi. Chắc chắn mình phải vẽ đưa cây như cây bên trong kia mà nó sẽ hay lắc hơn xíu, cho lắc vòng càng bự càng tốt, tại chỗ này còn lớn nữa. Khi mà mình môi đế này nọ cũng trúng nè, nó tách ra nè, tách ra như thế này thì nhớ thà cho cái keo mỹ tím lên cho nó, tại cọng này cọng dây cũ nữa nè, nếu dây mới là nó không có gì bị vấn đề này đâu. Tại tách ra như thế này cái mình thà cây mỹ tím từ từ cái nó lành lại, cái anh em tưởng như nghĩ như xù vậy đó, giống hệt đó, cho nó lắc thêm một vòng, lắc từ từ thôi, lắc kiểu này lắc không có gắt nha anh em, lắc hơi 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 đơ thôi, cứ lắc dưới góc nhẹ cái nữa lên trên đó mình cho chật. Mười mấy ngày không chịt sâu cái sáng thấy sâu lắc đác rồi, đẩy vô một cái yên tâm hơn gì nữa. Anh em thấy không, hai cọng dây nhôm nè nó cũ không con nào chịu dính vô con nào á. Ừ, đứng đây. Không sao. Thấy không? Quấn bằng bằng keo nó im được cái chỗ đó đó. Nó trúng cái bằng keo giãn ra. Nếu mà quấn trực tiếp vô là gãy luôn rồi đó. Quấn bằng keo cái an toàn, hiệu quả tiện lợi. Anh em thấy không? Con thú nè, khi mà anh em á để cho nãy nó chực một gốc á thì nó không có tôn lên được con thú này. Nó tôn lên được cái dẹp của con thú này đó anh em. Còn khi anh em bẻ ra đây nè, nói chung là bẻ càng xéo ở đây càng tốt nha anh em. Đó, chọn thú nó ngoài đây, cái thằng nó ăn trước đó. Cái này cái tạng nó che nhẹ ra cái nè, những nhánh này nó che nhẹ ra, và nhánh này nè nó che nhẹ ra đây, cái được hơi hơi thú thôi. Qua thì qua giáo đẹp rồi đó, còn đế thì đế thú như thế này thì còn gì mà bằng nữa. Trước mắt thì sẵn dẹp đó mình sửa gãy luôn anh em. Đây đi, nó bị chạy thì nữa anh em tha kêu mấy tiếng vô đâu gì đâu, anh em không biết mà. Trước mắt thì có cơ hội, nếu anh em có cơ hội thì cứ sửa gãy đi, đừng có mà sợ gì hết. Nè anh em nè, cái vấn đề tiếp theo nè, về mấy cái cọng rễ này nè, bờ bên này nó có một cọng nè, bên này một cọng, bên này là một cọng lực, bên này là cọng yếu đó. Theo như anh em sẽ tính xử lý thế nào? Cái cọng này á là không phải của lần trước chứ bên đây nha anh em, cọng này nó của sau này nè nha, tại sau này mình chơi hồ ly, mình mới nói nãy đó, hồ ly chín đuôi á, bắt buộc cái cọng này phải đẩy ra này, ngoài này đẩy ra hết ngoài này, chứ đừng có cọng này kéo đây, tại mình muốn cho nó lớn theo những cọng này nè, mình mới để đây để nhờ thôi, để nhờ mua trước này nọ thôi nè, những ngang với nhũ lắp này hết nè anh em đó. Còn cái cọng đế này á thì nói chung là sau này thành nơm mình cũng cần thiết, sau này thành nơm mình để cho nó nơm, còn trước mắt là mình phải xử lý cái hai cọng ghế này nè, bên này nè, hai cọng ghế này nè, anh em phải xử lý thế nào cho nó ổn thỏa. Khi á anh em để hai con ghế này nè, để một lượt này vẫn được, vẫn đẹp anh em, nhưng anh em nếu mà anh em để á
thì nó sẽ lớn, cọng này từ từ nó sẽ lớn hơn cọng này luôn, có hai cọng nhưng ở dưới nó giữ rất là nhiều rễ màng nằm dưới đó. Nên em để là thua, nên nó sẽ hai cọng này nè, hai cọng này sẽ nuôi về một năm làm sao á cho nó sừng lại này, nó bằng cọng rễ này, cho cái này theo kịp, chắc chắn là mình phải cắt một cọng nha nè, cắt cọng bự đi đừng cắt cọng nhỏ. Cây này không biết nó dảo, cây này là nó dảo nè, không biết có nên để lại đang lấy thêm, nếu mà mình để gì là bứng thêm từng cây nữa nè anh em, là gì nè đó, được cây nữa nghe nè, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng để đây thì nó ăn của chất dưỡng của bên này, nên suy nghĩ nên lấy hay nên bỏ ra. Cây dảo thì nói chung là mình mua cây con thì sẽ ngon hơn. Trời, banh banh bự bự ra, lấy một cây nữa đi, lấy thêm cây nữa nghe nè, đó hai chân nè, sau này mình che hình ngự luôn, trên đây cái mẻ lấy hai nhánh, lấy hai tay gì nó mới ác chứ. Rồi tiếp theo là mình xử lý cái về cái vấn đề thằng rễ này đi, quay lại thằng rễ này, chứ thằng rễ này, thằng này là sau này là nó lớn nha anh em, không phải không lớn đâu, từ từ đâm chọi cho anh em xem. Quay lại cái clip này, quay lại cái cây khi nào mình sửa đi, tầm vài tháng nữa đi mình sửa đi, mình sẽ cho anh em coi nó lớn ra sao. Nó lớn không thua cây này đâu, nó đâm chọi lên á, tại nó hiện tại là rễ nằm dưới cắt là nhiều, nó cắm xuống dưới á, chất dinh dưỡng này nó thấm từ từ dưới, mua đất mà. Nhưng mình sẽ muốn là cái những cọng rễ nó ăn chất lượng hơn đó, anh em thấy không, cà thú nè thấm xuống đây đi, mà anh bò này cái nữa lớn nó dính đây, cái dính thêm cọng rễ bắn xuống nữa mất công, kỳ lắm, ở nhờ chỗ người ta mà cứ đầu lớn không được. Anh em thấy mình cắt nè, cắt này thì nói chung á, để nếu anh em để như thế này á nó dễ bị tiếng trùng lắm nha anh em, nhưng á khi mà anh em ngày mai hoặc là ngày mốt mình tưới hàng năm cho gà gãy, nói chung là đợt nào anh em cũng có để cái vườn mình không, đợt nào mình cộng gieo pháp sinh sống mới và gieo pháp sinh sống mới Pulimit, nhưng không bao giờ mình bỏ hàng năm cho gà gãy, năm cho gà gãy là đợt nào mình cũng tưới nó, tại nó ngừa tiếng trùng, nói chung là ngừa tiếng trùng là bắt buộc phải tưới, tại mình ngừa thôi chứ mình đâu có trị nó đâu, khi mà mình trị nó bị thì mình trị. Nói chung bị á, trước đây nó câu chuyện vui là trước đây mình cũng có cái lúc mà mai còn còn nhỏ đó, mình không có biết tới những sản phẩm này, không có xài sản phẩm này nữa, cái mình thấy tự nhiên mấy cây mai con rủ lên tầm 1.000 cây thì có tầm khoảng mười mấy cây đi, cái nó thầy đã thiệt, tự nhiên có mấy cây mai con có chút xíu mà sù trứng đó, sau này không biết nó lớn lên nó sù trứng bị lớn nữa, nhưng thực chất chứ lúc lúc đó là mình cứ nghĩ nó là sù trứng cho không phải là nghĩ nó bị tiếng trùng, nhưng đó, một thời gian sau cái trồng cây nào chết như nấy, cái nó sao kỳ ta, tại không bộ nó sù trứng còn nhỏ là nó chết vậy sao hả ta, tự nhiên nó sù sao tự nhiên nó sù mình nuôi nó không sống. Nhưng càng về sau á, mình càng hiểu ra, có mình coi mấy clip về tiếng trùng á, mình biết con tiếng trùng nó làm nó ăn vô cọng rễ mình, nó u cục đó đó, ăn vô những vết thương của rễ khi mình sửa mai á, nó từ khi đó mình mới ngộ ra rồi, tại cây mai mình bị tiếng trùng nên mình trồng mới chết, nhưng bây giờ á, mình ngừa lại từ đây vì sao đâu để chết vì tiếng trùng ngu như hồi xưa nữa rút kinh nghiệm, mình càng trồng phải rút kinh nghiệm chứ anh em đó. Về vấn đề đó bắt buộc từ cây đó trở về, sẽ trở về cây này luôn nè anh em thấy không, clip nào cũng khi mà mình tưới là mình phải tưới thằng đâm chọi gãy hết nha anh em. Còn anh em thì anh em nếu mà có những cái thuốc mà đặc trị tiếng trùng khác á, thì cũng nên ngừa tiếng trùng được á thì nên xài nha anh em, cứ xài đi đừng có sợ tốn nha, tiếng trùng cộng kích rễ thì nói chung càng tốt. Còn cái hàng đâm chọi ra rễ á, cái sản phẩm bên mình thì đâm chọi ra rễ thì nó là vừa kích rễ vừa ngừa tiếng trùng, nó chiết xuất từ tinh chất đạm cá hồi á, nên nói chung là rất là ngon, như là một loại mà hai công dụng vậy đó. Nhưng con rễ này sau này sống chưa nè, nhưng mà bỏ đi thôi, con rễ mẹ nuôi dưới nó dài ra dưới, anh em thấy không, hiện tại là về con thú mới lớn này ra thú ra hình dáng như thế này là ngon nè, nó những rễ không cần thiết bỏ nè, đáng lý mình phải bỏ luôn con rễ này nè, nhưng không sao, sau này cho nó nơm gốc này luôn, mình nói chung là về sau á cái con rễ này nói chung là không cần thiết gì chứ á, nói chung là khúc này sau này nó nhỏ lắm, còn khúc bự là về ngoài đây nè, ngoài đây nó mới bự nè. Tại anh em thấy nếu mà anh em muốn coi lại cái clip mà trước đây của mình á, có cây đế nơm mà đế nơm gì xuống luôn nè, rễ nó kín hết luôn á, nó giống hệt cây này luôn hồi xưa luôn á, cây hồi xưa này, hồi nhỏ nó như thế này luôn nè, nhưng mình không bẻ lắc thôi, lúc đó mình không có rảnh đi mình bẻ nữa, không có thời gian để bẻ nữa, nên nó bây giờ nó mới ra trực một gốc á, cái đế khúc dưới này nó hơi lắc xíu, còn bây giờ mình bẻ thân anh em thấy không, ép da luôn nè, nhưng nó không sao chứ, nếu mà anh em muốn kỹ nữa để bằng keo quấn chỗ này nữa, khỏi đi hà kèm mấy tiếng luôn, từ từ đã lành chỗ đó luôn, tháo băng keo ra hết hoặc là lớn đẩy băng keo ra luôn.
khi mà nó lạnh á, từ từ cái lớp da nó sẽ không phải là màu như da bình thường anh em. Nếu anh em thà kem mấy tiếng, từ từ nó sẽ như kem da bình thường và nó sàn 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 xù xù như xù vậy đó. Còn khi mà anh em bón băng keo á, sau này á, da nó sẽ lớp màu xanh như nó mỏng, ở trong nó bị băng keo che lại á. Nói chung là nó màu xanh của da cây, màu xanh của cây khi mà anh em cạo lớp này nè, nó xanh nó non vậy đó. Từ từ cái nắng nó dạ vô nó mới dày ra lớp này. Nhưng mình khi mà mình trắng quá, mình ra nắng thì từ từ nó sẽ dội vô cái lớp da mình và cho đen. Là mình đen là con lớp đen là mình hết sợ nắng nè. Mà mình cũng thấy lạ ở chỗ đó anh em, thường là cây mai của mình á, mai xù thì anh em giao lưu thì chắc chắn là mình sẽ giao lưu, thường là cây mai xù á anh em. Khi mà nếu mà mình khi mà bị vết sẹo nào bị xù đó, hoặc là xù như thế nào nó đột biến này nọ, mà khi thấy như mình nè, bị vết sẹo là mình sợ thấy bà dán trị cho hết sẹo cho con người được bình thường. Còn còn thay giờ cái mai cái tự nhiên anh em thích xù là như cái kiểu như nó bị sần sùi, bị này bị kia, bị bệnh này nọ đó, hoặc là bị đột biến. Còn có nhiều anh em khác thì chơi thuốc luôn, nếu nói chung là đột biến là nó đẹp đó tự nhiên, mà còn anh em chơi thuốc luôn đây cho nó xù đó, đó là nhân tạo nữa. Nhân tạo về bộ đế là mình thấy cũng ok, mà xù về nhân tạo về cái thân thì mình thấy cũng không thích mấy, nên mình sẽ tập trung về bộ đế nè. Cái này thì nói chung mình sẽ sửa xương đi, chứ nãy giờ nói với chị bên ngoài nhiều rồi. Bưa ra xem cái thôi. Cái này đáng lý mình kéo kéo qua đây nè. Nè, thay vậy đấy, thay vì lúc này mình kéo qua đây luôn anh em. Con này thì mình cho nó ở kéo bên đây nó cắm xuống đi, thời gian sau nó lớn mình sẽ lắp vào lại nè. Thấy không, nhát thú nè, nó gà thú rồi đó. Cây này trước mắt thì nói chung là còn nhỏ, nó không có giá được, nói chung giá trị không có, khi mà tầm khoảng chừng 1 đến 2 năm nữa cây này sẽ như cây ở trong kia, và giá nó sẽ anh em cũng biết rồi đó, cây trong kia. Nhưng cây trong kia thì về sản phẩm của mình thì nó gắn liền nhiều, nói chung là nó gắn liền nhiều cái sản phẩm với cây mai đó, nên bán thì giao lưu thì từ từ mình sẽ giao lưu, tại hiện tại thì nó nói chung là nhiều kỷ niệm gắn liền với cây mai đó sữa. Và là clip đầu tiên, clip dài đầu tiên á mình đăng lên YouTube nữa, là clip đó 24 phút luôn, là clip đó là clip đầu tiên của mình, nên chắc mình đang suy nghĩ lại. Với lại với cây đó chưa chắc thì nó hơn những cây mà hôm qua mình làm và dài ngày trước mình làm đó anh em. Nói chung vài ngày trước thì mình làm về cái này thì nó rất là ok nè. Tiếp theo là cho anh em coi tổng thể về cây này đi, được không? Hai chân nè, ý mà hiện tại nó còn nhỏ nên gì đó, đuôi nè, đuôi phải làm cho nhiều đuôi nó mới đẹp. Còn cây bên đây nè, như rễ nè, nói chung thì rễ thì nè mấy con này nè mình làm không kỹ đó, cho nó lội lên mặt đất đó. Ngồi nên mình phải móc đất dưới đây mình đắp lại cho kín lại mới được, nó lội lên không đất với mặt đất á, nắng là táp cho nó khô luôn nè anh em. Hên nhờ thứ nhất là mùa mưa, thứ hai nhờ đâm chọi ra rễ với thằng đạm cá viên á, nó làm cho con rễ nó mạnh, nó bắt xuống nó ăn lại, không là mấy con hai con này chết nè. Nhưng hai con này nói chung là không cần thiết đó, cần là những con rễ chính nè. Cây này thì nói chung là 4 5 6 7 8 9 9 con rễ, nói chung là ngon, tầm khoảng 3 4 tháng nữa là cây này nó phát triển cho thấy. Hiện tại nó nõn ra nè, nhưng là anh em thấy cái thân không, bắt buộc là phải cầm cái cây đi cắm lại. Cây này tại mình nói chung là chăm thì cây nào cũng phải đẹp chứ. Còn những cây này nè anh em thấy không, nặng những cái viên đâm chọc ra rễ nè, thúc nè. Đó, anh em thấy không, như khi mà cái mô mà nó nằm nó mà ẩm ướt như thế này, nằm ẩm hoài á, nắng là đúng ẩm, hai bữa nay là nắng nè, nằm như thế này á thì cây rất là tốt. Còn mô này nè, mưa tới như thế này luôn á nó khô nè. Chịu thôi, cái nó ướt ẩm như bên đây thì cái này nó hiện tại bộ đế nó rất là đỉnh này, nhưng mà không sao, tại mình trước giờ thì mình nói chung là mình khi mà mình trồng á, mình moi lên mình trồng á, là mình rủ rễ của mình trồng á thì mình không để ý, thì bắt buộc là phải dính tình trạng như thế này. Tại hết bên đây là 200 mấy chục cây, thì dính có 1 2 cây thì nhầm bà gì nó được, như những cây như thế này 100 cây mình lấy chừng 20 cây như thế này thôi mình cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà cây này thì mình đắp đất lại á thì từ từ nó sẽ phát triển, là
Cái này thì đế nôm nha anh em, đế nôm thì sẽ hơn cái này khi mà anh em thích đế nôm, còn anh em thích đế thú á, cái này sẽ hơn cái này. Nói chung là cây nào cũng vậy thôi. Này nè, bị sâu ăn lá nè. Thôi thì cái clip này nó tính ra nó cũng dài, hôm nay là mình cũng sửa con thú này cho anh em xem thôi, và mình hẹn anh em ở những cây kế tiếp như bên đây luôn nè, đây nè, dài dạng đắng. Cái clip bên đây thì trồng sau clip bên đây tầm khoảng tháng đến tháng rưỡi anh em, nên hiện tại thì bên kia trồng tầm khoảng mười mấy ngày, tầm 20 ngày đến 25 ngày thôi, bên đây trồng hơn tháng rồi, tầm 1 tháng đến hơn tháng xíu, nên nó mới chuyển trước. Thôi tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip khác, chúc anh em sức khỏe. Anh em xem nhớ đăng ký và like kênh ủng hộ mình. Thôi tạm biệt anh em.